Kính chào quý vị đã đến với Người Việt Hoa Kỳ Daily News. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. Kính thưa quý vị, bản tin hôm nay bao gồm những tin chính sau đây. Người phụ nữ và hai con nhỏ mất tích nhiều ngày được tìm thấy an toàn. Bắt kẻ đẩy người phụ nữ lớn tuổi té xuống đất ở California. Người phụ nữ gốc Việt bị đấm bất ngờ khi đang đi trên đường. Những kẻ tình nghi bị bắt trong vụ cướp nhà hàng BBQ ở Irvine. Người phụ nữ châu Á ở Virginia bị cáo buộc theo dõi đe dọa CEO Apple Tim Cook. Tài xế nhầm lẫn chân ga lao thẳng xe vào tiệm nail. Hai người Việt bị bắt vì liên quan đến cần sa trong tiệm nail. Sau đây là phần tin chi tiết. Người phụ nữ và hai con nhỏ mất tích nhiều ngày được tìm thấy an toàn. Monville, New Jersey. Cảnh sát trưởng thị trấn Monville, Andrew Gaggiano và các cơ quan thực thi pháp luật thông báo rằng Chen Shao, 39 tuổi, người được báo cáo mất tích tại thị trấn Monville cùng với hai con nhỏ của cô, Ethan, 3 tuổi và Ian, 2 tuổi, đã được tìm thấy. Ba người được thông báo mất tích vào ngày 23 tháng Giêng năm 2022. Thông qua nỗ lực hợp tác sâu rộng của Sở Cảnh sát thị trấn Monville, Sở Cảnh sát thành phố New York và các cơ quan thực thi pháp luật khác làm việc với đơn vị người mất tích của Văn phòng Công tố quận hạt Morris, ba thành viên mất tích của gia đình Shao đã được tìm thấy an toàn. Vị trí của họ sẽ không được tiết lộ. Chồng của Chen Shao, anh Kansan Shao, đã được thông báo rằng vợ và con của anh đã được định vị an toàn. Do tính chất nhạy cảm của trường hợp này và một cuộc điều tra đang diễn ra, sẽ không có thêm thông tin nào được cung cấp. Chen Shao và các con của cô đã cho biết họ sẽ không trở về nhà riêng ở Montville. Họ đang được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng nhà nước. Không có cáo buộc nào được nộp vào thời điểm này, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát trưởng Gaggiano khen ngợi thám tử Kate Donnelly và Sean Regan của Sở Cảnh sát thị trấn Monville, trợ lý trưởng công tố viên Melanie Smith và các quan chức khác từ văn phòng công tố quận hạt Morris vì đã làm việc không mệt mỏi trong nỗ lực tìm kiếm rộng lớn này. Công tố viên Robert Carroll của quận Morris cũng cảm ơn công chúng đã hỗ trợ cho họ tìm thấy gia đình trẻ này. Hai người Việt bị bắt vì liên quan đến cần sa trong tiệm nail. Carrollton, Georgia. Hai người đàn ông đã bị bắt và 47 pound cần sa đã bị thu giữ ở Carrollton sau khi cư dân phàn nàn về việc buôn bán ma túy bất hợp pháp liên quan đến một tiệm làm móng tay ở địa phương. Theo Sở Cảnh sát Carrollton, họ đã thực hiện lệnh khám xét tại ngôi nhà trên đường Terry Ridge và Nails Art Salon and Spa ở đường Bankhead Highway. Ngoài cần sa, họ còn thu giữ một khẩu súng và hai phương tiện. Hai nghi phạm Triều Bùi, 28 tuổi, và Donnie Võ, 48 tuổi, đều ở Carrollton, đã bị bắt và bị buộc tội buôn bán cần sa. Các cuộc khám xét và bắt giữ được xử lý bởi ACE, Aggressive Criminal Enforcement Unit, là một đơn vị đa cơ quan, bao gồm các sĩ quan từ Sở Cảnh sát Carrollton, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt Carrollton và Sở Cảnh sát Đại học West Georgia. Sở Cảnh sát Carrollton khuyến khích công dân báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào về ma túy qua trang Facebook của sở hoặc gọi 770-834-4451. Bắt kẻ đẩy người phụ nữ lớn tuổi té xuống đất ở California. Oakland, California, một người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến một vụ tấn công vô cớ nhắm vào một người phụ nữ châu Á lớn tuổi ở khu phố Chinatown của Oakland vào hồi đầu tháng Giêng. Vụ việc được ghi lại trên camera giám sát xảy ra khi người phụ nữ đang đi bộ theo hướng Tây trên đường số 9 về phía đường Franklin vào ngày 10 tháng Giêng. Nạn nhân 66 tuổi được xác định là bà Cher, đang về nhà sau khi làm những việc thường ngày và giúp đỡ một người bạn tại viện dưỡng lão, thì bị ai đó xô ngã xuống đất. Trong các đoạn video về vụ việc, có thể thấy kẻ tấn công bà Cher đang đi sau trước khi dùng sức đẩy bà xuống đất tại một ngã tư. Một người ngoài cuộc đã giúp bà Cher đứng dậy khi nghi phạm bỏ trốn theo hướng Bắc trên phố Franklin. Nạn nhân được cho là đã bị chảy xước nhẹ ở chân, nhưng bà nói với các phóng viên rằng bà ổn và không bị thương. Cảnh sát Oakland đã xác nhận rằng nghi phạm đã bị bắt hôm thứ Hai. Hắn ta vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng các nhà chức trách trước đó đã mô tả hắn ta là một người đàn ông Mỹ gốc Phi, 35 tuổi và cao 6 feet
với dáng người mảnh khảnh. Hiện nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc hành hung và tàn ác đối với người cao tuổi. Những kẻ tình nghi bị bắt trong vụ cướp nhà hàng BBQ ở Irvine, California. Sở cảnh sát Irvine IPD với sự hỗ trợ của Sở cảnh sát Santa Ana và Sở cảnh sát Garden Grove đã bắt giữ được nghi phạm cuối cùng liên quan đến một vụ cướp tại một nhà hàng ở Irvine. Vụ cướp xảy ra vào ngày thứ Tư, ngày 19 tháng Giêng năm 2022, lúc 11 giờ 7 phút sáng tại Old Dad BBQ nằm ở 15333 Culver. Các nghi phạm bước vào nhà hàng qua cửa sau, trang bị súng lục và yêu cầu tất cả các nhân viên tập trung trong phòng vệ sinh. Một nghi phạm canh gác các nhân viên, đòi ví và điện thoại của họ, trong khi nghi phạm thứ hai kiểm tra tiền trong két sắt và máy tính tiền. Tuy nhiên, nghi phạm thứ hai phát hiện két sắt và máy tính tiền đều trống rỗng. Cả hai nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường chỉ với tài sản cá nhân của các nhân viên. Nghi phạm số 1 hiện được xác định là Alan Michel bà Bauta, 25 tuổi, ở Westminster, người bị mất một bên mắt, bị bắt vào ngày 20 tháng Giêng năm 2022 khi đang lái một chiếc xe bị đánh cắp. Nghi phạm số 2 được xác định là Alan Hoàng, 28 tuổi, ở Monterey Park, bị bắt vào ngày 27 tháng Giêng năm 2022. Vào thời điểm Hoàng bị bắt ở công viên Monterey, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn màu bạc, tương tự như khẩu súng được sử dụng trong vụ cướp mà Hoàng sở hữu. Ngoài ra, hắn còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng Hoàng thực chất là nhân viên của địa điểm cướp giật vào hồi năm 2017. Bà Bauta và Hoàng bị bắt vì tội cướp, bắt cóc, ăn trộm, giam giữ người. Họ bị tình nghi phạm tội tương tự ở khắp quận Cam. Quý vị nào có bất kỳ thông tin liên quan đến vụ điều tra này, xin vui lòng liên hệ với thám tử Nate Ridland theo số 949-724-7494. Người phụ nữ châu Á ở Virginia bị cáo buộc theo dõi, đe dọa CEO Apple Tim Cook. Virginia, một người phụ nữ châu Á ở Virginia đã được lệnh tránh khỏi nhà của giám đốc điều hành Apple Tim Cook sau khi cô ta bị cáo buộc theo dõi ông trong hơn một năm, gửi ra hàng trăm email đe dọa và tuyên bố ông Tim Cook là cha của cặp song sinh của cô. Julia Lee Choi, 45 tuổi, đến từ McLean, đã bị cáo buộc gửi email cho ông Tim Cook với hình ảnh những khẩu súng lục đã nạp đạn và bước vào nhà của ông. Trong các giấy tờ của tòa án do Apple đệ trình và đề nghị lệnh cấm đối với nghi phạm, người phụ nữ được mô tả là có hành vi thất thường, đe dọa và kỳ lạ. Theo công ty cho biết, họ tin rằng cô ta có thể được trang bị vũ khí và vẫn đang ở South Bay Area. Cô Choi, người tự xưng là Julia Lee Cook, có ý định quay trở lại nơi ở của ông Cook hoặc định vị ông bằng cách khác trong tương lai gần, theo lệnh cấm được tòa án thượng thẩm Santa Clara ban hành hôm thứ Sáu. Người phụ nữ bị cấm sở hữu súng và tiếp cận hoặc liên lạc với ông Tim Cook hoặc các nhân viên khác của Apple, trong số các hành động khác được nêu trong lệnh. Cô Choi đã tweet về mối quan hệ chủ đích của cô với ông Tim Cook hàng chục lần vào Halloween năm 2020 và gửi email cho ông khoảng 200 lần từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm đó. Những hành động của cô Choi cho thấy một sự leo thang đáng kể trong giai điệu, trở nên đe dọa và đáng lo ngại, bao gồm các bức ảnh về một khẩu súng lục và hộp đạn. Trong một email khác, cô Choi bày tỏ mong muốn có một mối quan hệ tình dục đối với ông Tim Cook, nói rằng sự kiên nhẫn của cô gần như đã xong. Nghi phạm cũng bắt đầu đăng ký các tập đoàn giả mạo, một số tên công ty gây xúc phạm mạnh ở California, Virginia và New York, với tên ông Tim Cook là một nhân viên, giám đốc hoặc đại lý của công ty, tài liệu nêu rõ. Cô Choi cũng gửi cho ông Tim Cook một email đề nghị được làm bạn cùng phòng của ông và được cho là đã lái chiếc Porsche SUV đến nhà của ông vào ngày 22 tháng 10. Khi an ninh yêu cầu cô ta rời đi, cô đã làm theo, nhưng sau đó quay trở lại và đợi trong chiếc xe của mình. Cô Choi được cho là đã cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát khi họ được gọi đến và nói với cảnh sát rằng cô ta có thể gây bạo lực. Không có vũ khí nào được tìm thấy trong chiếc Porsche được kéo đi vì bằng lái của cô đã hết hạn. Một tuần trước Giáng sinh, cô Choi lại gửi email cho ông Tim Cook, lần này yêu cầu 500 triệu đô la tiền mặt. Và vào ngày đầu năm mới, cô đã tweet ngôn từ bạo lực đe dọa ông. Một phiên tòa xét xử vụ án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3.
Tài xế nhầm lẫn khi sang số, lao thẳng xe vào tiệm nail. Bristol, Virginia. Một chiếc ô tô đã lao vào phía trước một tiệm nail ở Bristol vào thứ Năm. Theo sở cảnh sát Bristol, Virginia, mặt trước của tiệm A&K Nails nằm ở block số 3000 đường Lee Highway bị hư hại do vụ việc. Tuy nhiên, chiếc xe đã được đưa ra ngoài trong tình trạng không bị hư hại. BVPD cho biết không có túi khí an toàn nào bị bung ra và không có chiếc đèn xe nào bị hỏng trong vụ tai nạn hy hữu này. Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều và thu dọn hiện trường trong vòng 1 giờ. Người lái xe, một người phụ nữ 70 tuổi, nói rằng bà có ý định cho xe lùi lại nhưng đã nhầm lẫn trong việc vào số xe, dẫn đến việc chiếc xe lao đi về phía trước. Người phụ nữ gốc Việt bị đấm bất ngờ khi đang đi trên đường. Clinton Hill, Brooklyn, một người phụ nữ đã bị một cú đấm vào mặt và trở thành một nạn nhân trong một tội ác thù hận chủng tộc khi đang đi trên một con phố ở Brooklyn. Sự việc xảy ra vào tuần trước ở 360 Clarkson Avenue ở Clinton Hill, Brooklyn. Bà Hoa Nguyễn đã sống ở Mỹ hơn 40 năm. Bà không xa lạ gì với sự căm ghét, nhưng đây là lần đầu tiên sự căm ghét trở thành bạo lực. Trong một cuộc phỏng vấn, người phụ nữ 67 tuổi nói rằng bà đã đi cách xa một đoạn đường quen thuộc hàng tuần để đến cửa hàng tạp hóa, nhưng bà đã không đến được cửa hàng vì bà đã bị đấm nhiều lần vào đầu. Nạn nhân bị đau nhức từ đầu xuống cổ đến ngực. Bà Hoa Nguyễn cho biết, ngay trước khi vụ tấn công xảy ra, kẻ tấn công đã la hét và chửi thề. Có một người phụ nữ khác bước vào giữa họ để can thiệp. Nạn nhân nói rằng kẻ tấn công đã tránh được người phụ nữ can thiệp để đến gần bà và tấn công bà. Bà Hoa Nguyễn không nghi ngờ mình đã bị nhắm mục tiêu vì chủng tộc của mình. Bà đã gọi cho con trai của mình. Người này đã gọi cho 911 và cảnh sát đã đến trong vòng vài phút và bắt giữ nghi phạm. Cảnh sát đã bắt giữ Marshall Jackson, 51 tuổi, một người vô gia cư. Theo đơn tố cáo tội phạm, nghi phạm bị cáo buộc đã thú nhận với các nhà điều tra rằng bị cáo tuyên bố hắn ta đấm bà Hoa Nguyễn vì hắn ta không thích cách nhìn của người Trung Quốc, nghĩ người Trung Quốc trông giống như là bệnh sởi, không thích cách người Trung Quốc nhìn anh ta. Gia đình nạn nhân đã bắt đầu một quỹ GoFundMe để giúp chống lại sự căm ghét của người Mỹ gốc Á. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ. Xin quý vị bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được tin mới nhất và xin chia sẻ để thông tin đến được với nhiều người. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Kính chúc quý vị có một ngày bình an.